Đăng ký ngay khóa học toàn diện văn 8 của Học Văn Trị Hiên để đồng hành cùng với chị trong năm học này với mục tiêu chinh phục số điểm thật cao môn ngữ văn các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Không nghe tiếng à, không nghe thấy gì chị ơi. Chị quên mất là mình lại chưa bật mic. Nên là bây giờ thì hiện tại chị đã bật mic, mọi thứ đang rất là ok rồi. Và chị cũng tin là các bạn đã có thể nghe được thấy rất rõ giọng của chị Hiên rồi đúng không nào? Các em biết vì sao mà chị lại trễ với các bạn 2 phút đồng hồ không? Tại vì tự nhiên chị bị nấc ấy. Không hiểu là vì hồi hộp quá hay là vì sao mà tự nhiên lại bị nấc. Được không ạ? Tự nhiên lại bị nấc. Thế nên là chị mới đợi xem là khoảng 2 phút xem là mình có bớt nấc hay không. Hay tiếp tục đây lại là một cái mà giống như các bạn vẫn hay nói ấy, là bất cứ cái một cái khóa học nào á mà chị Hiên phát trực tiếp ấy mà có một cái điều gì đấy xảy ra thì các bạn luôn cho rằng chắc chắn đấy là phần kiến thức cần phải nắm được. Bởi vì là chị tin rằng kiến thức ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục là một cái phần kiến thức mà nhất định là các bạn sẽ nắm được. Thôi, không nói nhiều nữa. Chúng mình cùng vào thẳng vấn đề luôn nhá. Ok không ạ? Chúng mình cùng vào thẳng vấn đề luôn nhá. Các bạn ơi, sẵn sàng cùng với chị trong buổi đầu tiên để chinh phục nghị luận xã hội chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Cho chị nhìn thấy nào. Cho chị nhìn thấy cho chị nhìn thấy các bạn được không? Cho chị nhìn thấy sự quyết tâm của các em được không? Và hãy nhớ là tag thêm cả những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này nữa nhá. À, bởi vì đây sẽ là một cái khóa học miễn phí dành cho tất cả các bạn mà. Sẵn sàng chưa? Ok. À, các bạn ơi, nếu ngày hôm nay đủ 500 bạn tham gia cùng với chị trong buổi học đầu tiên này. Một đấy, chị đã bảo bị nấc rồi mà. Một lát nữa, cuối giờ chị xin phép được tặng quà cho chúng mình nhá. Đã bảo bị nấc thì không ai tin à. Đang nấc thật. Đấy, lại bị nấc này. Một lát nữa là sẽ ổn thôi chúng mình ạ. Chị nhắc lại nhá. Ngày hôm nay, nếu như đủ 500 bạn tham gia cùng với chị trong buổi học đầu tiên này, một lát nữa cuối giờ, chị xin phép dành tặng quà cho chúng mình. Và quà đó là gì? Thì các bạn cứ hết sức bình tĩnh nhá. À, tặng em với à? Muốn tặng thì phải comment gọi những người bạn của mình kiểu nhiệt tình lên nhở? Được không ạ? Chúng mình ơi, thôi bắt đầu nhá. Có rất nhiều những bài học sẽ được rút ra từ video clip mà chị vừa cho chúng mình xem đúng không? Đó có thể là bài học về việc bảo vệ môi trường. Đó có thể là một cái câu trả lời cho câu hỏi mà đã được đặt ra ngay từ đầu bài kiểm tra của những em bé ấy. Đó là trong lòng bạn hay đối với bạn thì siêu anh hùng là ai? Và câu trả lời mà cậu bé ấy đã lựa chọn cho vấn đề được nêu ra ở đây, đó là siêu anh hùng chính là một công nhân dọn rác, tức là người có thể bảo vệ được cho mẹ. Các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng nghị luận xã hội chính là như thế đấy ạ. Nghị luận xã hội chính là những cái vấn đề mà rất gần gũi với chúng ta hàng ngày. Nghị luận xã hội là những vấn đề liên quan tới con người và xã hội. Nghị luận xã hội chính là khi chúng ta có thể bày tỏ quan điểm của mình khi được đặt trước một câu hỏi. Và có vô vàn những điều kỳ diệu từ những đề nghị luận xã hội để chúng ta được viết và thể hiện quan điểm của bản thân. Chị rất vui khi ngày hôm nay được trở thành người đồng hành cùng với các bạn để có thể chia sẻ cùng với các bạn về một trong số những dạng đề làm văn mà chị cho rằng thực sự thú vị, thực sự cần thiết. Bởi nếu như các bạn có thể làm tốt nghị luận xã hội, các bạn sẽ thấy rằng góc nhìn của mình về những vấn đề trong cuộc sống này có lẽ sẽ trở nên tích cực, lạc quan hơn rất nhiều đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Chị tin là với phần video clip đầu tiên mà chị đưa cho chúng mình ngày hôm nay, các bạn đã có thể có được cho mình rất nhiều những bài học riêng rồi. Chúng mình sẽ tự cảm nhận, chúng mình sẽ tự chiêm nghiệm nhá. Được không nào? À, và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với buổi đầu tiên trong chiến dịch chinh phục nghị luận xã hội cùng với chị Hiên. Và nội dung chính của chúng mình trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về bố cục. Được không ạ? Về bố cục. Hay nói cách khác
là cùng nhau lập dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ các bạn nhé. Muốn gửi gắm tới các bạn thêm một cái thông điệp nữa trong phần đầu này, đó chính là kỳ tích chính là tên gọi khác của sự nỗ lực không ngừng. Và chị mong tất cả các em đã dậy sớm trong ngày hôm nay, có thể là các bạn đã rất lâu rồi chưa dậy sớm, thì đây cũng sẽ là một sự kỳ, cũng sẽ gọi là một cái sự nỗ lực của các bạn. Và chị mong rằng là các em sẽ nỗ lực không ngừng, không ngừng, không ngừng trong những ngày tiếp theo, để cùng với chị Hiên đồng hành trong những ngày tiếp theo nữa, và gặt hái được thật nhiều những kiến thức để có thể làm lên, để có thể làm nên chính kỳ tích của các bạn, các em nhá. Rồi, thì cái phần nội dung chính của chị ngày hôm nay sẽ là cùng với các bạn lập bố cục, hay nói cách khác là tạo ra một cái dàn ý cho một cái đoạn văn nghị luận xã hội. Ok chưa ạ? Thì các bạn hãy chú ý này, sẽ có những cái câu hỏi mà bản thân các bạn kiểu cảm thấy rất là băn khoăn á. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng là à chị ơi, tại sao phải học nghị luận xã hội không? Có bao giờ bạn hỏi bạn đặt ra một cái câu hỏi như thế này không ạ? Chị tin là có rất nhiều bạn đã từng đặt ra câu hỏi như thế này. Tại sao lại phải học nghị luận xã hội nhỉ? Ồ, thì các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là mỗi người thì sẽ lựa chọn những cái lý do khác nhau, nhưng chị thì chị cho rằng chúng ta học nghị luận xã hội để đáp ứng cái nhu cầu trước tiên là đáp ứng nhu cầu bày tỏ nhu cầu bày tỏ quan điểm riêng của bạn về một vấn đề nào đó liên quan tới con người và xã hội, một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống. Ở đây ai mà chả có quan điểm khi nhìn nhận một vấn đề, đúng không? Cũng giống như một cái video clip mà chị vừa mới đưa ra cho chúng mình ý, thì các bạn cũng mỗi người có một cái quan điểm riêng, hay một cái câu hỏi mà cô giáo đặt ra cho các bạn nhỏ ở trong cái video clip vừa rồi ấy. Hãy viết về siêu anh hùng, hãy vẽ một cái bức tranh về siêu anh hùng. Thế là khi ấy chúng mình phải vận dụng tất cả mọi thứ, nhưng cái nhu cầu đầu tiên chúng mình phát sinh lúc bấy giờ là chúng ta mong muốn bày tỏ một cái quan điểm riêng của chúng ta về một vấn đề nào đấy, đúng không ạ? Thế nên các em ơi, chị thì chị cho rằng là cái nhu cầu bày tỏ quan điểm riêng là cái nhu cầu là bất cứ khi nào chúng ta đều cần, bất cứ khi nào chúng ta đều cần cả, được không ạ? Lý do tiếp theo, một cái lý do nữa để lý giải cho việc rằng tại sao chúng ta lại phải học nghị luận xã hội, thì rõ ràng khi chúng ta hình thành được những quan điểm riêng và chúng ta mong muốn là có thể trình bày những cái quan điểm đó, thì sẽ giúp cho chúng ta phát triển về tư duy logic và tư duy phản biện, được không ạ? À, các bạn muốn bày tỏ quan điểm của các bạn thì các bạn phải đưa ra được những cái phần lập luận hợp lý. Thậm chí là khi mà bản thân các bạn mong muốn được chia sẻ về cái quan điểm đó của mình đối với người khác, thì đó cũng là cách các bạn đã bày tỏ về cái tư duy logic của các bạn để thuyết phục người đó rồi. Nên đây cũng sẽ là cái hành trình để bản thân các bạn có thể phát triển cả cái tư duy logic, suy luận hợp lý của mình nữa. Ok chưa ạ? Và cái thứ ba, về cái câu hỏi rằng là tại sao phải học nghị luận xã hội, thì chị cho rằng nó cũng sẽ giúp cho các bạn hình thành góc nhìn về con người và cuộc sống, được không ạ? Đương nhiên là đây chỉ là những cái lý do tiêu biểu nhất mà chị đưa ra đây cùng với các bạn thôi. Nói như vậy để các bạn thấy một điều rằng là gì ạ? Nói như vậy để các bạn thấy một điều rằng là ồ, thì ra nghị luận xã hội quan trọng và thực tế là nó rất gần gũi với chúng ta, chứ không phải là những cái gì mà xa vời giống như các bạn nghĩ đâu ạ. Không phải là chúng ta chỉ học để cho có, chúng ta chỉ học để cho vui, mà ở đây thực tế chúng ta đang học để chúng ta phát triển năng lực của chính bản thân mình. Chúng ta đang học để chúng ta trở thành một người có những cái quan điểm đúng đắn và bày tỏ được rõ ràng về cái quan điểm đó của mình. Ai mà chẳng mong muốn được nói ra tiếng lòng của riêng mình,
phải không ạ? Chẳng ai mà lại lúc nào cũng thích cái cuộc sống câm lặng cả. Ai cũng mong muốn và ai cũng có quyền được bày tỏ những cái quan điểm riêng của các bạn. Thế nhưng chúng mình ơi, quan điểm riêng ấy và thông điệp ấy có thể truyền cảm hứng đến được bao nhiêu người, có thể thuyết phục được bao nhiêu người, chính là dựa vào cách các bạn luyện tập nghị luận xã hội mỗi ngày. Nó rất gần với chúng ta đấy ạ. Không phải là những cái gì xa vời giống như chúng mình nghĩ đâu. Nên ngày hôm nay trong buổi học đầu tiên này, chị rất mong muốn các bạn có thể nhận thức lại giúp chị về việc nghị luận xã hội chưa một giây phút nào là một cái dạng tập làm văn xa rời cuộc sống hiện thực của chúng ta cả. Và nó liên quan chặt chẽ, nó giúp chúng ta rất nhiều điều. Trước tiên là giúp các bạn bày tỏ quan điểm riêng, giúp các bạn phát triển được cái tư duy logic và tư duy phản biện, giúp các bạn hình thành góc nhìn về con người và cuộc sống. Và từ đó thúc đẩy chúng mình hiểu được ra những cái thông điệp và chúng ta lớn lên, trưởng thành lên cùng với cả những cái thông điệp có ý nghĩa ấy. Hãy lan tỏa nó nhá, được không ạ? Hãy lan tỏa nó nha. Ví dụ như ở đây một cái thông điệp đang được gửi gắm là hãy luyện tập nghị luận xã hội mỗi ngày, được không ạ? Đó là một cái thông điệp mà admin fanpage Học Văn Chị Hiên đang gửi gắm đến chúng mình. Hãy luyện tập nghị luận xã hội mỗi ngày, được không ạ? Và các bạn sẽ thấy là chúng mình đang dần tốt lên. Ok chưa ạ? Đây là cái phần đầu tiên định hình cho chúng mình nhá. À, thế thì từ cái mà chúng ta có tại sao lại phải học nghị luận xã hội thì các bạn đã thấy được tầm quan trọng của việc học nghị luận xã hội rồi, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là yêu cầu của bài nghị luận xã hội. À các bạn ơi, nếu như nói về yêu cầu của một cái bài văn nghị luận xã hội hay một cái đoạn văn nghị luận xã hội thì bao giờ chúng ta cũng sẽ thấy là về mặt hình thức là chúng mình sẽ phải đảm bảo rồi này. Nó có thể là đoạn văn, nó cũng có thể là bài văn, thì cái này tùy theo nhu cầu, tùy theo cái yêu cầu của đề bài thì chúng ta sẽ có thể thấy được cái câu trả lời chính xác nhá, đúng không ạ? Thế nhưng về mặt nội dung thì sao? Nếu như nói về yêu cầu của một bài văn nghị luận xã hội thì chị cho rằng sẽ có những cái yếu tố sau cực kỳ quan trọng mà các bạn cần chú ý giúp cho chị. Đó chính là thứ nhất, quan điểm phải đúng đắn và rõ ràng. À, viết văn nghị luận xã hội mà không có quan điểm thì chị cũng không biết là các bạn đang định làm cái gì nữa. Có rất nhiều bạn rơi vào một cái trạng thái là ví dụ như đề bài cho một cái vấn đề hay đề bài cho một cái trích dẫn thì lại đi phân tích cái trích dẫn đó giống như là làm gì ạ, kiểu như là phân tích ấy, mà không nêu ra được cái quan điểm đúng đắn, không nêu ra được một cái quan điểm rõ ràng của mình rằng là tôi đồng tình hay không, tôi không đồng tình với cái vấn đề được đặt ra, thì chị cho rằng điều đó cực kỳ nguy hiểm. Và các em ơi, chị nhắc lại một lần nữa, đối với nghị luận xã hội thì quan điểm là một trong số những cái vấn đề cực kỳ quan trọng nhá chúng mình ơi. Thêm vào đấy thì chúng ta cũng sẽ phải chú ý đến cả phần lập luận của mình nữa, với những cái lý lẽ được đưa ra để bảo vệ cho cái quan điểm đúng đắn và rõ ràng của các bạn, được không ạ? Thế nên là chị cho rằng cái này cũng là một trong những cái rất là quan trọng nhá. Đây cũng là một trong những cái tiếp theo rất là quan trọng của bài nghị luận xã hội đây. Đó chính là dẫn chứng của chúng ta. Tại vì sao chị nói rằng là dẫn chứng quan trọng? Nói có sách, mách có chứng. Đi ra tòa muốn bảo vệ được cái quan điểm của mình ấy thì phải có bằng chứng. Và dẫn chứng ở đây phải là những dẫn chứng có yêu cầu như thế nào? Thì chị sẽ hẹn chúng mình ở trong buổi số 3 khi trao đổi về vấn đề là đưa dẫn chứng vào trong bài nghị luận xã hội nhá. Ok chưa ạ? Được không nào? Và cái cuối cùng, đây cũng là một cái chị đánh giá là cực kỳ quan trọng. Đó là thông điệp. Thông điệp gửi đến chính mình, người đang nhìn nhận về cái vấn đề đó. Và thông điệp gửi đến tất cả mọi người với một cái thông điệp để mọi người cũng soi chiếu chính mình vào trong đó, để họ nhìn thấy những cái câu chuyện và bài học cuộc sống
để họ tự thúc giục và nhắc nhở chính mình rằng cần phải hoàn thiện hơn, tránh xa những cái gì hiện tượng xấu xa, hướng tới những điều tích cực và luôn giữ cho mình một suy nghĩ lạc quan khi nhìn nhận về mọi vấn đề đang diễn ra. Đúng không ạ? Thì chị cho rằng thông điệp cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng nha. Ok chưa nào? Chúng mình ơi, chị nhắc lại này, trong buổi sáng ngày hôm nay nếu như đủ 500 bạn xem phần phát trực tiếp này, chị sẽ dành tặng món quà cho chúng mình vào cuối phần phát trực tiếp. Và món quà của chúng mình sẽ là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị, một cái cuốn sách được coi là best seller của Văn Chị Hiên. Thế nên nếu như các bạn mong muốn là trở thành cơ hội sở hữu cái món quà đấy, thì các bạn có thể giúp chị tag thêm những người bạn mà vẫn còn chưa kịp bình minh của chúng mình. Bởi vì biết đâu là các bạn ý sẽ dậy cùng với chúng mình thì sao? Đúng không nào? Nhá. Rồi các bạn ơi, thì đây trước tiên chúng mình có, đó là về phần yêu cầu này, về phần tại sao phải học nghị luận xã hội này. Bây giờ sẽ là phần trọng tâm nhất của chúng ta nha. Đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau lập dàn ý cho cái dạng đề, đó là hình thức đoạn văn nghị luận xã hội các bạn nhá. Ok chưa? Nhất trí không? Thì nếu như mà chia dạng đề á, phân loại á, thì các bạn cũng biết rồi, phải không ạ? Phân loại dạng đề nghị luận xã hội thì các bạn cũng biết rồi. Chúng ta sẽ phân thành hai dạng chính. Thứ nhất đó chính là dạng đề về tư tưởng đạo lý, phải không ạ? Thì dạng đề này có thể xuất hiện dưới hai hình thức nha. Hình thức số 1 là người ta sẽ, chị sẽ chuyển phần này xuống đây nhá. Hình thức số 1 là chúng ta sẽ có một cái dạng đề về tư tưởng đạo lý được đưa ra trực tiếp. Ví dụ như là về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống này. Đó, đúng không ạ? Hay là ví dụ ý nghĩa, vai trò của nghị lực này. Ý là người ta đưa ra một cách rất là trực tiếp luôn. Được không ạ? Dạng đề thứ nhất nhá, tư tưởng đạo lý được đưa ra một cách trực tiếp. Và dạng số 2 chúng ta sẽ có, đó chính là đưa ra một cách gián tiếp, có thể là thông qua một trích dẫn, châm ngôn, danh ngôn, ca dao, tục ngữ, vân vân. Có thể là thông qua một hình ảnh, phải không ạ? Có thể là thông qua một gì ạ? Một câu chuyện. Đó, thì các bạn ơi, chúng ta sẽ có cái dạng đề đầu tiên, được không ạ? Đó là dạng đề nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Và dạng đề số 2 chúng mình có ở đây, đó là nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống chúng mình nhá. Hiện tượng đời sống ở đây thì cũng có thể chia ra là những cái hiện tượng tích cực, hoặc là những cái vấn đề, những cái hiện tượng tiêu cực. Đó. Thì đây là về phần phân loại để các bạn sẽ nắm được rõ ràng hơn nha. Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng là chúng ta không thể nào khẳng định được rằng là dạng đề nào thì vào nhiều hơn. Chị nói thật là như thế. Sẽ có thời điểm cho vào dạng đề tư tưởng đạo lý, sẽ có dạng đề cho vào hiện tượng đời sống. Nên là về cơ bản chỉ cần các bạn nắm được cách làm thì các bạn sẽ không cảm thấy quá khó khăn đâu. Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề bài. Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với việc thiết lập dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội chúng mình nhá. Đây là phần siêu quan trọng đây các em ơi. Phần siêu quan trọng cho chúng mình đây ạ. Đây thực sự là một phần siêu quan trọng cho chúng mình đây. U là trời, có những thời điểm lên tới 450 bạn rồi. Cố gắng đẩy lên 500 đi mọi người ơi, để cùng nhận quà kìa. Các bạn ơi, nhá, cố gắng nhá, tag thêm những người bạn của mình, bởi vì biết đâu là chúng ta sẽ có thể nhận được những món quà từ Học Văn Chị Hiên thì sao? Bây giờ chị xin phép là được kẻ một cái bảng như sau cùng với các bạn ạ. Đây ạ. Các bạn cùng kẻ với chị Hiên nhá. Các bạn cùng kẻ với chị nhá. Chị có một bảng như sau ạ. Trước tiên là chúng ta sẽ có về phần. Đây là mở đoạn này. Đương nhiên là đoạn văn thì sẽ bao gồm có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn chú. Đúng không ạ? Điều hiển nhiên thôi chúng mình ơi. Một điều rất hiển nhiên thôi ạ. Không có gì đây ạ. Một điều rất hiển nhiên. Thân đoạn và kết đoạn. Sau ngày hôm nay nha, là các bạn sẽ thoát được khỏi cái tình trạng
là không biết viết, bao gồm cái đoạn viết của mình không biết là bao gồm những phần nào. Chị thì chị cho rằng là điều sợ nhất ấy, là khi mà chúng mình nhìn đề bài mà chúng mình lại không biết là phải viết bao gồm những cái phần như thế nào. Chị cho rằng nó là một cái rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ luôn. Giống như kiểu nhìn đề bài và kiểu mình ngồi im á, mình bảo là ôi lại tiếp tục, mình lao vào mình viết theo kiểu là không có bất cứ một cái gọi là không có bất cứ một cái suy nghĩ nào cả, chỉ là nhìn thấy đề bài và mình lao vào mình viết thôi. Nào các bạn ơi, thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau xóa tan cái đấy đi nhá. Chúng mình sẽ cùng với nhau xóa tan cái đấy đi. Thì trước tiên ở đây là chúng ta sẽ có các phần, sẽ đương nhiên sẽ bao gồm mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn rồi, được không ạ? Thì chị sẽ cụ thể hóa về nội dung của từng phần ở đây nhá. Thì trước tiên chúng mình sẽ có này, đây là nội dung của từng phần, được không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ có về cái cách triển khai, được không ạ? Và chị sẽ lấy một cái đề bài cụ thể ở đây, để một lát nữa chị lấy một cái ví dụ ở bên này nhá. Thì trước tiên ở đây chúng ta sẽ có nội dung của phần mở đoạn ấy, là chúng ta sẽ phải làm gì nhở? Chúng ta sẽ phải dẫn dắt và đặt vấn đề, đúng không ạ? Các bạn ơi, chị thì chị cho rằng đặt vấn đề là quan trọng nhất. Nếu như đối với phần mở đoạn nhá, thì cái lưu ý dành cho chúng mình nên là mở đoạn trực tiếp luôn. Đừng có vòng vo không có giải quyết cái vấn đề gì hết đâu ạ. Nên vào đề một cách trực tiếp luôn. Thế nhưng mà vào đề một cách trực tiếp như thế nào mà nó vẫn đầy đủ, nó vẫn đúng, được không ạ? Đầy đủ mà vẫn ấn tượng, thì đây sẽ là cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra. Có thể là chị sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái buổi khác, bởi vì buổi ngày hôm nay á, tập trung nhất là chúng ta đi thiết lập một cái dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội thôi. Mỗi ngày làm một nhiệm vụ nhở. Và nhiệm vụ ngày hôm nay được giao phó là như thế này và chúng ta cần phải làm đúng nhá. Rồi, thân đoạn ở đây thì chúng ta sẽ chia ra thành các ý cần phải đảm bảo trong thân đoạn. Và các ý đó là gì? Các em có biết không? Các bạn có biết những cái ý đó là gì không ạ? Các bạn có biết những cái ý đó là gì không? Đây nha, chúng mình sẽ nhìn thấy nha. Ý số 1, chúng ta sẽ tiến hành giải thích xem vấn đề đó là gì nhá. Thì các bạn có thể thấy là phần giải thích là một cái phần, nếu như cái vấn đề đó trong tầm hiểu biết của chúng mình thì chúng mình sẽ thấy nó rất đơn giản. Nhưng nếu như nó vượt qua cái sự hiểu biết của chúng mình thì chúng mình lại cảm thấy rất khó khăn. Và thậm chí có nhiều bạn còn bảo là: chị ơi, em nói thật chứ em nhìn thấy đề bài em ngồi im luôn chị ạ, bởi vì là cái vấn đề đấy em không biết chị ơi. Thế thì chị cho rằng là cái câu chuyện mà chúng mình cần phải nói với nhau ở đây, nếu như nói về phần lưu ý của phần giải thích này, thì các bạn nên cố gắng trau dồi cái vốn hiểu biết về các vấn đề. Hãy không ngừng tìm tòi những gì đang xảy ra, đang diễn ra xung quanh mình. Và hãy cố gắng gì ạ? Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu để làm gì ạ? Để gia tăng cái vốn hiểu biết của mình về những vấn đề khác nhau. Khi các bạn trở thành một người hiểu biết, các bạn cũng sẽ tự tin hơn. Khi các bạn trở thành một người hiểu biết thì rõ ràng cái vốn ngôn từ của các bạn cũng sẽ nhiều hơn. Khi các bạn trở thành một người hiểu biết thì đương nhiên cái phần giải thích cho cái vấn đề đang được đề cập trong nghị luận xã hội sẽ có thể là dễ dàng hơn đối với chúng mình. Được không nào? Nhá, giải thích là yếu tố trước tiên. Khi mình đã nêu ra cái vấn đề đó ở mở đoạn và mình đã giải thích cụ thể về cái vấn đề đó rồi, thì chúng ta sẽ phải tiến hành phân tích và bàn luận nhé. Chúng ta sẽ phải tiến hành phân tích và bàn luận. Phân tích và bàn luận ở đây, chúng ta sẽ phải đưa ra được cụ thể là về quan điểm của bạn về vấn đề đó. Và cái thứ hai là những cái lý lẽ, những cái cách lập luận để bảo vệ cho chính quan điểm của bạn. Được không ạ? Các bạn nhớ nha, các em nhớ nha. Các bạn nhớ nhá. Chị hiện tại thì chị cũng có đang tiếp tục tuyển sinh cho các khóa học lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đấy. Bây giờ là cái giai đoạn bắt đầu. Nếu như các bạn cảm thấy là các bạn phù hợp với cái cách dạy của chị
thì các em có thể nhanh chóng nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên. Bởi vì hiện tại thì chúng ta vẫn đang có những cái ưu đãi cho các bạn khi đăng ký các khóa học của chị đấy. Và chị rất mong có thể được gặp chúng mình để chia sẻ nhiều thứ hơn nữa, chứ không phải chỉ dừng lại từ những cái ý như thế này, từ những cái phần kiến thức nhỏ xíu như thế này. Ok không ạ? Rồi, thì các bạn sẽ chú ý ở đây nha. Đây là phần phân tích và bàn luận. Sau khi phân tích và bàn luận xong á, có nhiều người vẫn chưa tin vào cái quan điểm của các em đâu. Đúng không ạ? Người ta vẫn chưa tin vào cái quan điểm của các em đâu. À, chị mở khóa nghị luận xã hội giống năm ngoái đi chị. Năm ngoái á, chị mở một cái khóa nghị luận xã hội học phí rẻ kinh khủng khiếp và cũng thu hút được hàng trăm bạn nhỏ tham gia. Nếu như mà các bạn có nhu cầu mà sau cái khóa học miễn phí này các bạn cảm thấy là các bạn muốn tham gia cùng với chị Hiên trong một cái khóa nghị luận xã hội mà nó đầy đủ hơn, nó chi tiết hơn nữa, có thể thực hành nhiều hơn nữa, thì chị rất là mong nếu như để xem tình hình nhở. Bởi vì năm ngoái có một cái khóa nghị luận xã hội học phí siêu rẻ mà các bạn ấy học được rất nhiều thứ ở đấy. Rồi, chính xác, chúng ta sẽ phải tiến hành chứng minh chứ, không tin đúng không? Người thật, việc thật, số liệu thật, câu chuyện thật. Đấy, nhá, chứng minh đây. Được không? Đúng rồi, chứng minh. Mà đã là chứng minh thì, u là trời, phải đưa ra dẫn chứng chứ. Thế nhưng mà có rất là nhiều trường hợp các bạn như này. Chị ơi, em không có dẫn chứng gì để em viết ạ. Có nhiều bạn thì lại bảo là, chị ơi, em nhiều dẫn chứng quá, em không biết lựa chọn dẫn chứng nào cả chị ạ. Ơ thế thì chị hỏi là, thế bây giờ không có dẫn chứng cũng không viết được, mà có dẫn chứng cũng không viết được, thế thì chị biết rồi, cái phần mà mình cần phải lưu ý ở đây á, không phải là cái việc mình có hay không có dẫn chứng, mà là gì? Thì ra đó chính là việc mà chúng ta cách đưa dẫn chứng vào bài viết của các em. Hay nói cách khác là sử dụng dẫn chứng như thế nào cho hợp lý mới là cái câu chuyện mà chúng mình cần phải nói, đúng không? Chúng mình ơi, thấy không? Đúng không? Đúng không? Chị cho rằng đây mới là vấn đề lớn này. Chứ không phải cái vấn đề lớn không nằm ở việc là có bao nhiêu dẫn chứng, mà chị nghĩ cái vấn đề lớn là nằm ở việc cách đưa dẫn chứng vào bài viết của các bạn, đúng không ạ? Sau đấy, sau khi mà chứng minh xong thì các bạn có thể tiến hành lật ngược vấn đề. Hay nói cách khác là chúng ta nhìn nhận cái vấn đề đó theo một cái góc nhìn khác. Thì các em ơi, cái này là không bắt buộc, tùy thuộc vào từng đề bài nha. Được không ạ? Và sau đó thì chúng mình sẽ tiến hành liên hệ bản thân. Liên hệ bản thân các em. Tức là sau khi mình đã nêu ra quan điểm rồi, mình lập luận để đưa ra những cái lý do vì sao mà mình lại lựa chọn cái quan điểm đấy rồi, mình đưa ra dẫn chứng để chứng minh rồi, đúng không ạ? Sau đấy thì chúng mình sẽ lật ngược vấn đề, nhìn ở một cái góc độ khác rồi. Thì bây giờ bản thân các bạn phải tự soi chiếu vào bản thân mình từ những cái gì mà mình phân tích ở phía trên, để đưa ra, rút ra bài học được cho bản thân chứ, đúng không? Thì cái câu chuyện mà để nói về phần liên hệ bản thân ở đây á, thì chị cho rằng cái vấn đề lớn nhất là các bạn đang bị đi theo một cái lối mòn. Có nghĩa là các bạn luôn luôn bắt đầu cái phần liên hệ bản thân của mình bằng một cái câu còn đang còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, thì em nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng học tập thật tốt, mình sẽ phải cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi từ mọi người xung quanh. Chị thì chị nghĩ là nó không sai, chị cho rằng không sai, chỉ là cái tính cá nhân hóa của nó chưa cao thôi. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa đó không phải là những cái gì mà thực sự các bạn soi chiếu vào cái bài học ở phía bên trên mà các bạn rút ra được, mà các bạn chỉ đang làm cái phần liên hệ bản thân này cho nó đủ cái bố cục của bài viết thôi. Được không ạ? Thế nên chị thì chị cho rằng đã liên hệ bản thân thì điều cần thiết nhất phải là cái sự chân thành. Chân thành để cho người ta hiểu là gì ạ? Chân thành để cho người ta hiểu một điều rằng là đúng là bản thân tôi đã nhìn nhận ra được cái điều đấy, chứ không phải là tôi chỉ viết ra những cái điều để cho đủ về cái bố cục trong bài viết của tôi. Chị nghĩ là như thế các bạn ạ, chị nghĩ là như thế. Cái sự chân thành sẽ là cái yếu tố hàng đầu mà chúng ta đặt lên ở đây. Ok không nào? Rồi, và tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có phần kết đoạn. Phần kết đoạn này, đây là một cái phần chị cho rằng nó kỳ diệu vô cùng nhá. Tại sao nó lại kỳ diệu vô cùng ạ? Khi mà chúng ta đã làm rõ được tất cả những cái vấn đề ở phía trên, và chính bản thân các bạn cũng đã cảm thấy mình thay đổi,
thay đổi từ trong suy nghĩ. Và thay đổi từ suy nghĩ ấy sẽ dẫn tới thay đổi về hành động. Thì tự nhiên bản thân các bạn sẽ cảm thấy rằng là tôi muốn truyền tải cái thông điệp tốt đẹp mà tôi cảm nhận được đến mọi người. Tôi không muốn giữ cho riêng mình tôi nữa. Bởi vì có lẽ những điều quý giá trong cuộc đời này sẽ là những thứ để chúng ta cho đi. Và chúng ta cho đi được càng nhiều người thì thứ đó càng trở nên quý giá. Và các em ơi, các em có biết không? Mỗi khi các bạn viết một bài văn, một đoạn văn nghị luận xã hội, các bạn đang làm một cái sứ mệnh cực kỳ thiêng liêng. Và sứ mệnh ấy được truyền tải cụ thể nhất có lẽ chính là qua phần kết đoạn. Một cái thông điệp gửi gắm đến mọi người. Được không ạ? Một cái thông điệp được gửi gắm đến mọi người từ chính những gì mà các bạn đã làm rõ ở trong cái đoạn văn nghị luận xã hội của mình ở phía bên trên. Được không ạ, các bạn ơi? Thế nên chị rất mong rằng là các em hãy coi việc viết nghị luận xã hội không phải là cái cách để chúng ta chống lại, để chúng ta làm cho xong một cái đề bài được giao, mà hãy nghĩ rằng đây là cách để các bạn đang thực hiện cái sứ mệnh thiêng liêng của mình. Và sứ mệnh ấy chính là truyền đi những cái thông điệp có ý nghĩa tới những người sẽ đọc bài viết của các bạn. Khi các em nghĩ như thế, đương nhiên mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Khi các em nghĩ được như thế, rõ ràng các bạn sẽ không còn cảm thấy nghị luận xã hội trở nên nặng nề nữa. Và ở đây ạ, chị đã cùng với các bạn thiết lập xong về cái dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội rồi đấy. Các em ơi, các bạn đã nhìn thấy nó khoa học hơn chưa? 451 bạn đang xem phần phát trực tiếp này đã thấy khoa học hơn chưa ạ? Nếu như mà chị Hiên mở một cái khóa học nghị luận xã hội để kỹ hơn, để luyện tập cùng với chúng mình, thì các em có muốn tham gia không? Bởi vì năm trước thì chị cũng có làm một cái khóa nghị luận xã hội và cái phản hồi thì cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Chị cũng mong là nếu như mà các bạn có nhu cầu thì chị lại đáp ứng nhu cầu đó của các bạn thôi. Vẫn là một cái mức học phí rất là rẻ cho một cái khóa nghị luận xã hội mà các bạn lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và 12 đều có thể tham gia được cùng với chị Hiên. Nhưng mà để xem đã, à, Thùy Giang xin một slot à? Ok ok, rồi nhất trí, Thùy Giang xin một slot em ạ, à, em ạ, à. Hóng lắm chị ơi, u là trời. Thôi, cảm ơn tình yêu thương của tất cả các bạn nhé. Rồi chúng mình ơi, nào, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi thiết lập dựa trên cái đề bài, dựa trên cái dàn ý này với một cái đề bài như sau nhá. Đề bài. Đề bài chị có ngày hôm nay đó chính là đề bài vai trò viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của đức tính nghị lực. Vai trò của lòng khiêm tốn. À các bạn ơi, thế thì ở đây là bây giờ mình có dàn ý rồi là mình phải làm luôn. Đúng không ạ? Bởi vì về cơ bản là như thế này. Về cơ bản là nếu như mình không làm ngay á thì nó uổng các bạn ạ. Không làm ngay nó uổng lắm. Trên đã biết, vừa có dàn ý luôn rồi, có kiến thức luôn rồi. Bây giờ là phải chiến đấu luôn nhá. Các em ơi, chị xin phép là chị sẽ copy cái bảng này xuống để các bạn sẽ nhìn thấy là chị dựa vào đúng tất cả những cái ý này và chị triển khai nhá. Đây ạ, các bạn sẽ thấy nó đơn giản cực kỳ luôn. Không hề khó giống như những gì các bạn nghĩ đâu ạ. Đây nhá. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ có đề bài ở đây là về vai trò của lòng khiêm tốn. Đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như bạn nuôi dưỡng trong chính bản thân mình đức tính khiêm tốn, được không ạ? Có được lòng khiêm tốn thì bạn sẽ thấy được rằng bản thân mình sẽ có được sự phát triển như thế nào. Được không ạ? Có được những điều tốt đẹp gì trong cuộc đời này. Thì các bạn ơi, chị xin phép thay cái này thành một cái, đó là việc mà chúng ta đi hoàn thành một bài văn hay một đoạn văn hay bất cứ một bài tập nào, đó là cái hành trình mà chúng ta phải đi cùng với nhau trả lời những cái câu hỏi. Đúng không ạ? Thì cái câu hỏi cho phần mở đoạn đương nhiên sẽ là vấn đề nghị luận là gì?
Thế thì các em ơi, nếu như chị đã xác định được cái câu hỏi như thế này rồi, đồng nghĩa với việc nha, là chị Hiên sẽ có thể đi vào ngay cái phần mở đoạn của mình. Lưu ý của chúng ta là phải mở đoạn trực tiếp, tức là không lòng vòng. Và đề bài của chúng ta đã có, đồng nghĩa với việc là tôi biết ngay. Là quan trọng nhất tôi cần phải nêu được một cái từ khóa ra ở đây, đó chính là vai trò của lòng khiêm tốn. À các bạn ơi, đúng không ạ? Vai trò của lòng khiêm tốn nha. Đây là cái mà tôi phải nêu ra được, bắt buộc tôi phải nêu ra được. À thế thì bây giờ dựa vào cái mà tôi đã xác định được là bắt buộc tôi phải nêu ra được cái từ khóa là về lòng khiêm tốn ở đây, tôi bắt đầu suy luận và nêu ra một vài cái ý tưởng có thể làm. Được không ạ? Đây nhá. Chúng mình sẽ có này. Mở đoạn, ví dụ cái cách mở đoạn đầu tiên tôi có thể lấy từ hình ảnh bông lúa. Đây là cái kiểu cái cách mở đoạn mà chị đã từng trao đổi với chúng mình, không biết là các bạn có nhớ không. Đó chính là chị cho rằng là khi mà chúng ta bắt gặp một cái vấn đề nào đấy thì chúng ta có thể liên tưởng tới những cái hình ảnh liên quan. Thì hình ảnh liên quan ở đây có thể là hình ảnh bông lúa, được không ạ? Tuổi thơ của tôi lớn lên bên hình ảnh bông lúa trĩu vàng. Gì ạ? À bên hình ảnh bông... Tuổi thơ của tôi lớn lên bên hình ảnh bông lúa trĩu vàng. Và mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đấy thì lại khiến cho tôi nhớ về ý nghĩa hay vai trò của lòng khiêm tốn chẳng hạn. Mình khơi gợi cái ý tưởng từ cái câu nói mà sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu ấy. Mình có thể đi từ cái đấy. Đó, được không ạ? Hoặc là mình cũng có thể triển khai từ một cái việc là chúng ta có thể đưa ra từ một cái trích dẫn, một cái phần mở đoạn như thế này. Cả cuộc đời ta đi học bài học khiêm tốn để nhận ra rằng nếu mình còn đang tự nhận mình khiêm tốn chính là đang tự cao. Và trong chuyến hành trình học bài học ấy, ta nhận ra khiêm tốn có ý nghĩa lớn lao trong thành công và hạnh phúc của mỗi người. Ví dụ vậy. Được không ạ? À, hay ví dụ là mình có thể đi từ một cái trải nghiệm, một cái chiêm nghiệm từ chính cuộc đời của bạn. Được không ạ? Mình có thể đi từ một cái chiêm nghiệm về chính cuộc đời của các em, rằng là trong hành trình tôi đã trải qua, được không ạ? Tôi đã trải qua 17 năm hay 18 năm cuộc đời, hay là tôi vẫn còn nhớ vào buổi học cuối cùng của năm học lớp 11, hay là vào buổi học cuối cùng của năm học lớp 10, thầy giáo có nói chúng tôi về gì ạ? Thầy giáo có nói với chúng tôi về lòng khiêm tốn. Và chính giây phút ấy đã giúp cho tôi nhận ra được ý nghĩa lớn lao hay vai trò lớn lao của lòng khiêm tốn. Ví dụ như thế. Tức là ở đây là chị đang định hướng ý tưởng và gợi ý cho các bạn nhá. Còn đương nhiên là cái quá trình mà để chúng ta đưa cái ý tưởng đó vào thì nó là một cái sự gọt rũa. Nhưng nếu như các bạn làm nhiều và các bạn làm quen thì các bạn sẽ thấy nó rất đơn giản. Và các em sẽ có rất nhiều những cái ý tưởng độc đáo chúng mình ạ. Được không? Nhá, ok không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ giải thích. Thế thì rõ ràng là cái key của chúng mình là lòng khiêm tốn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải trả lời cho câu hỏi là lòng khiêm tốn là gì? À, khiêm tốn là gì? Phải không ạ? Các em ơi, như chị đã nói rồi, hành trình đi giải quyết một cái bài văn, một cái đề bài được đưa ra, đó là cái việc chúng ta đi giải đáp từng câu hỏi, từng câu hỏi, từng câu hỏi. Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ giải thích lòng khiêm tốn là gì. Thế thì các bạn ơi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay và luôn cái cuốn này nếu như các bạn có sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Một trong những cái ấn phẩm rất đắc lực cho chúng mình. Mở ngay ra cái phần số 04 á, phần bộ từ điển đấy, giải thích các cái vấn đề đấy, là các bạn tìm ngay cho chị khiêm tốn và các bạn có thể đưa cái ý đó vào trong đấy cho chị. Được không ạ? Nhá, sử dụng ngay cuốn này nếu như các bạn đã có. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta giải thích một cách đơn giản. Khiêm tốn ở đây được hiểu là gì ạ? Là sự tự ý thức về một thái độ được thể hiện đúng mực khi đưa ra đánh giá về bản thân. Không đề cao bản thân mình, luôn lắng nghe và chủ động học hỏi từ người khác. Ok chưa ạ? Hãy chú ý giúp chị nhá. Được không nào? Đưa ra cái khái niệm về lòng khiêm tốn ở đây. Nhất trí không ạ? Được không nào? Nhất trí không? Nhất trí không? Ok không? À, ngày hôm nay có bạn nào muốn mua sổ tay chinh phục nghị luận xã hội mà muốn được free ship không?
Nếu như mà các bạn muốn thì ngày hôm nay vì chị đang vui. Đang vui là vì không ngờ buổi sáng ngày hôm nay lại có đến tận gần 500 bạn đang ở đây để học cùng với chị. Nếu như mà các bạn muốn thì chị sẽ tặng khoảng 20 vé free ship cho các bạn. Được không ạ? À, chị ơi, chị đọc lại. Tự tua được, khổ thân thực sự luôn ấy. Nhá, có bạn nào muốn được free ship không thì chị sẽ chỉ dành cho 20 bạn thôi này. Và chị sẽ chốt luôn cho 20 bạn đấy nhá, bởi vì một lát nữa thì phần phát trực tiếp này sẽ kết thúc á. Một lát nữa thì phần phát trực tiếp này sẽ kết thúc. Nên bây giờ nếu như bạn nào mà muốn đọc sách để được free ship cái cuốn này, chị nói thật nhá. Các em mà không mua cái cuốn này để học nghị luận xã hội thì uổng vô cùng. Nó thực sự sẽ là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác cho các bạn khi học về nghị luận xã hội. Và chị tin rằng là nó cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy việc học nghị luận xã hội trở nên đơn giản hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Được không ạ? Sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều đấy ạ. À, chúng mình ơi, thế thì bây giờ các bạn sẽ comment giúp chị theo cú pháp là tên của các bạn và gạch ngang em muốn mua sách nha. Và một lát nữa thì chị sẽ chốt cho 20 vé, đúng 20 vé thôi ạ. Bạn nào được chốt, bạn nào nhận được vé free ship mà chị trao tặng thì một lát nữa nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Ok không nào? Nhá, các bạn ơi, tên của các bạn và gạch ngang em muốn mua sách. Xong một lát nữa chị sẽ chốt, bây giờ chị phải quay trở lại cái đề bài của chị đây đã. Thì chúng ta phải giải thích lòng khiêm tốn là gì? Sau khi giải thích xong thì có lẽ cái phần này là cái phần khiến cho các bạn đau đầu nhất, đó là phải đưa ra những cái lý lẽ các bạn ạ. Cuốn này đang có giá là 179.000 chúng mình nhá. Cuốn này có giá là 179.000 ạ. Và chị dành tặng 20 vé free ship dành cho các bạn. Được không ạ? 179.000. Bạn nào mà đang học lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 ấy thì hời vô cùng. Hời là vì dùng được cơ số năm chứ không phải là 1 năm. Như các anh chị lớp 12 là chỉ dùng được có 1 năm thôi. Nhưng mà các em thì có thể dùng được cơ số năm ạ, chứ không phải là 1 năm. Bởi vì nó có cả hình thức đoạn văn và có cả hình thức bài văn. Nó có 80 đoạn văn, nó có 80 đoạn văn bài văn mẫu trình bày về 80 vấn đề luôn. Và quan trọng là phương pháp ạ. Được không nào? Admin fanpage Học Văn Chị Hiên ơi, bạn nào mà được mua, em có thể thả team comment của các bạn ý giúp chị được không? Tức là em sẽ lựa ra, tự chị trao quyền cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên. Bạn nào mà em lựa chọn là được vé free ship thì em sẽ rep luôn comment của bạn ấy, hoặc là em thả team comment của bạn ấy, hoặc là em chủ động nhắn luôn cho bạn ấy giúp chị nhá. Thì từ giờ đến khi phần phát trực tiếp kết thúc em làm việc đấy giúp chị nha, admin fanpage Học Văn Chị Hiên ơi. Được không nào? Nhắn tin cho bạn ấy luôn nhá, đủ 20 bạn thôi nha em. Tại vì là bởi vì nó trôi hết comment nên là chị cũng không năng chủ động chốt được, nên em giúp chị cái việc đấy nhá. Để chị quay trở lại đây nhá. Rồi, thì ở đây chúng mình có này. Phân tích và bàn luận ở đây là phải đưa ra quan điểm. Em ơi, phần này khó lắm. Phần này chưa bao giờ là đơn giản, chưa bao giờ là dễ dàng cả. Được không ạ? Chưa bao giờ là đơn giản và chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng các em chỉ cần hiểu cho chị là như thế này. Trước tiên các bạn sẽ trả lời một cái câu hỏi, đó là quan điểm của em về vấn đề này là gì? Vấn đề được nêu ra ở đề bài là gì? Thì đương nhiên nếu như nói về quan điểm thì em sẽ có là đồng ý, đúng không? Hoặc là không đồng ý, phải không ạ? À? Thế nhưng các bạn ơi, có phải lúc nào mình cũng sẽ trình bày là tôi đồng ý với vai trò của lòng khiêm tốn nào? Ồ, thế nói thế thì cái câu đấy có ý nghĩa gì? Em ơi, cái quan điểm ở đây không phải lúc nào cũng phải là thể hiện rõ ràng rằng nhất định phải với cú pháp tôi đồng ý hay tôi không đồng ý. Mà ở đây chị chỉ cần dùng một câu khẳng định này thôi cũng đã giúp chị nói ra được cái quan điểm của chính mình rồi. Đó là gì các bạn biết không? Đây nhá, rất đơn giản. Chị chỉ cần dùng một câu như thế này. Đó là lòng khiêm tốn. Được không ạ? Đóng vai trò quan trọng. À, trong à gì ạ? Trong cuộc sống hay trong sự trưởng thành của mỗi người, ví dụ thế, hay trong hành trình đi đến với thành công của mỗi người. Các em hiểu ý chị không? Tức là đây cũng là cách thể hiện quan điểm mà. Tức là đối với tôi thì lòng khiêm tốn mang ý nghĩa và một cái vai trò lớn lao mà. Được không ạ? Chúng mình hiểu ý chị không ạ? Ồ, thế thì đâu nhất thiết là quan điểm mình cần phải đưa ra là phải nói rằng mình đồng ý hay là mình không đồng ý đâu. Hiểu không? Sẽ cần nhiều thời gian hơn để các bạn thích nghi với cái này. Nhưng mà chị nói luôn là nó không hề khó. Thế
Thế sau đấy các bạn sẽ phải đưa ra những cái lập luận này, những cái lý lẽ để chứng minh rằng là đúng là lòng khiêm tốn đóng vai trò lớn lao. Ví dụ như một vài lập luận các bạn có thể tự chủ động đưa ra như sau nhá. Đó là sự khiêm tốn giúp con người định vị được chính xác hơn về vị trí của mình, không nghĩ rằng mình biết nhiều mà kiêu căng, đúng không ạ? Cái sự khiêm tốn giúp cho chúng ta luôn luôn xác định đó là chủ động lắng nghe người khác để học hỏi. Từ đó thì sẽ mở rộng được vốn kiến thức và thấu hiểu được những người đang đối thoại với mình. Nhờ vào khả năng lắng nghe thấu hiểu mà chúng ta cũng sẽ tích lũy tri thức không ngừng mỗi ngày. Và điều quan trọng hơn cả là người giữ được lòng khiêm tốn sẽ nhận được sự cảm phục và tin yêu từ những người xung quanh. À đấy, đưa ra những cái lý do như thế để thuyết phục người khác và nói rằng là các bạn ơi, chúng ta thực sự phải giữ cho bản thân mình lòng khiêm tốn. Và chúng ta phải khiêm tốn ở đây không chỉ là mang lại giá trị trước tiên đối với bản thân, mà chúng ta còn có thể lan tỏa được cái điều đó đến với mọi người xung quanh nữa. Đây là một đức tính cần thiết, đúng không ạ? Hãy chú ý nhá, được không ạ? Thì cái phần lập luận này có lẽ là chị sẽ chia sẻ sâu hơn với các bạn ở trong một buổi khác, vì ngày hôm nay chúng ta không có đủ thời gian. Sau đó thì chúng ta sẽ chứng minh. Chứng minh thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi dẫn chứng ở đây là gì. Và đây ví dụ như chị lựa chọn một cái dẫn chứng về một nhà bác học Darwin chẳng hạn. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành liên hệ bản thân, soi chiếu vào chính bản thân mình thì như thế nào. Sau đó cuối cùng là gửi gắm một cái thông điệp. Và các em ơi, bây giờ sẽ là một cái đoạn văn tham khảo cho chúng mình về đề bài này nhá. Bây giờ sẽ là một cái đoạn văn tham khảo cho chúng mình về đề bài này nhá. Hãy nhớ comment với cú pháp họ tên gạch ngang em muốn đặt sách để có thể nhận được vé free ship cho một cái cuốn sách đưa các bạn đến với cái cách học nghị luận xã hội mới. Đó chính là cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Nhớ là comment, sau đó một lát nữa thì nhắn tin về cho page và nói rằng là chị ơi, em đã comment rồi và em nhận được vé free ship từ chị Hiên nha. Ok chưa ạ? Bây giờ sẽ là một cái đoạn văn về lòng khiêm tốn, các bạn thử tham khảo xem có được không nhá. Đây là một cái đoạn văn được trích ra từ trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội và áp theo đúng cái dàn ý mà chị vừa cùng với thiết lập với các bạn ở đây ạ. Như thế này, mời các bạn cùng lắng nghe. Đây cũng là một cái bài học thông điệp rất mong muốn được gửi gắm đến chúng mình. Mời các bạn cùng nghe nhá, để xem chúng mình học hỏi được cái gì nhá. Cả cuộc đời ta đi học bài học khiêm tốn, để nhận ra nếu mình còn đang tự nhận mình khiêm tốn chính là đang tự cao. Và trong chuyến hành trình học bài học ấy, ta nhận ra khiêm tốn có ý nghĩa lớn lao, có vai trò lớn lao trong hành trình tiến đến thành công và hạnh phúc của mỗi người. Được không ạ? Bắt đầu giải thích. Khiêm tốn là sự tự ý thức về một thái độ được thể hiện đúng mực khi đưa ra đánh giá về bản thân, không tự đề cao bản thân mình, luôn lắng nghe và chủ động học hỏi từ người khác. Sự khiêm tốn giúp con người định vị được vị trí, phân tích bàn luận. Sự khiêm tốn giúp con người định vị được vị trí của bản thân mình, không nghĩ rằng mình biết nhiều mà kiêu căng. Và những người khiêm tốn thì luôn chủ động lắng nghe người khác để học hỏi, từ đó mở rộng được vốn kiến thức và thấu hiểu được những người đang đối thoại với chính mình. Nhờ vào khả năng lắng nghe và thấu hiểu, vốn tri thức không ngừng được tích lũy mỗi ngày. Và điều quan trọng hơn cả, người khiêm tốn sẽ luôn nhận được sự tin yêu và sự tôn trọng tin yêu từ những người xung quanh. Được không nào? Sau đó thì bắt đầu nhá, chúng ta sẽ có ở đây này, đưa ra dẫn chứng ở đây. À, tôi nhớ tới câu chuyện về Darwin, một nhà bác học nổi tiếng, khi về già vẫn chăm chỉ đọc sách để trau dồi kiến thức. Con gái ông thấy lạ, thắc mắc tại sao cha đã lớn tuổi mà vẫn chăm chỉ học tập. Ông trả lời, bác học không có nghĩa là ngừng học. Hiểu mình, hiểu người, khiêm nhường, vị tha. Quan trọng nhất không phải ai giỏi hơn ta, mà là ta học hỏi từ nhau như thế nào. Đó, một cái dẫn chứng ví dụ như thế. Sau đó bắt đầu liên hệ bản thân nhá. Bản thân tôi nhìn lại cũng có đôi lần tự mãn trước bạn bè từ một bài khi giải được một bài toán khó hay viết được một bài văn hay nhận được lời khen ngợi. Sau đó tôi hiểu ra đó chỉ là thành tích rất nhỏ, bản thân mình sẽ còn phải đương đầu với nhiều khó khăn và thử thách hơn nữa. Chính vì vậy phải luôn khiêm tốn.
tự tin là rất tốt, nhưng không được phép tự mãn. À, và bắt đầu gửi gắm một cái thông điệp nhá. Cuộc sống luôn xoay chuyển, mỗi người chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Nếu bạn không muốn làm thầy bói xem voi hay rơi vào cảnh ếch ngồi đáy giếng, thì hãy mang bài học khiêm tốn bên mình. Hãy lắng nghe thay vì nói quá nhiều, bởi vì người ta như một phân số, mà tử số chính là giá trị thật, còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng to thì phân số càng nhỏ. Khi mẫu số là vô cùng thì phân số bằng không. Có nghĩa là cái mẫu số nó là cái sự ảo tưởng của chính bản thân mình, cái sự tự cao của chính bản thân mình nhìn nhận về mình đó. Nên nếu như các bạn càng ảo tưởng, các bạn càng cho rằng mình cực kỳ giỏi, thì ra các bạn chỉ là con số không. Đúng không ạ? Mẫu số mà là vô cùng thì phân số đương nhiên bằng không rồi. Đó, thì các bạn ơi, đưa ra một cái trích dẫn cuối cùng để mình gửi gắm một cái thông điệp đến với mọi người xung quanh, để nhìn nhận một điều rằng là gì ạ? Để nhìn nhận một điều rằng là à, thì ra chúng ta ngày hôm nay được chúng ta gì ạ? À, chúng ta nhận được một cái bài học giá trị như vậy, được gửi gắm từ lòng khiêm tốn. Và chị mong rằng là các bạn cũng sẽ có thể thẩm thấu được những gì mà ngày hôm nay chị Hiên trao đổi nhá. Ok không? Chị cũng rất mong là các bạn có thể thẩm thấu được những gì mà chị trao đổi ngày hôm nay. Chị đã cố gắng để có thể truyền tải cho chúng mình những cái nội dung cực kỳ cần thiết mà các bạn có thể dùng ngay và luôn cho câu nghị luận xã hội. Và đây là buổi học đầu tiên. Đây là buổi học đầu tiên của chúng mình ạ. Tâm sự thật lòng là cho đến thời điểm bây giờ thì chị vẫn còn đang xúc động đây. Xúc động là bởi vì đây là cái chiến dịch đầu tiên mà chị Hiên tổ chức trong năm học này dành cho các bạn. Và các em ơi, chị đã rất lo lắng, không biết là có bạn nào thức dậy sớm để lên học cùng với chị không. Bởi vì khi mà chị làm cái chiến dịch dậy sớm này thì có rất là nhiều thành viên ở trong team của chị nói với chị rằng là: chị ơi, bây giờ các bạn ấy chưa học đâu, chị mà dậy sớm như thế thì em sợ là không ai dậy. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì các em đã cho chị thấy một lần nữa rằng chị đã đúng. Và chị đang ở đây là đúng. Các bạn ạ, chị đang ở đây là đúng. Chị rất cảm ơn các em, bởi vì các em lại tiếp tục gửi cho chị được một cái thông điệp rồi đấy. Đó là chỉ cần chị giữ được cho mình chính niềm tin thì điều đó sẽ là một cái điều vô cùng tuyệt vời để tiến đến những bước tiếp theo. Ngày hôm nay với hơn gần 500 bạn đã tham gia học cùng với chị, chị cảm ơn và biết ơn các bạn rất rất là nhiều. Và chị mong rằng là gì ạ? Ngày mai chúng mình cũng sẽ lại tiếp tục cho một cái hành trình nỗ lực không ngừng nữa nhá. Và chị mong rằng là bản thân các bạn cũng sẽ có thể làm nên được những kỳ tích của chính mình thông qua những cái sự cố gắng nhỏ bé như thế này. Được không? Cố gắng nhá, ngày mai lại gặp nhau nhá. Ngày mai lại dậy với chị nhá. Ok không? Các bạn làm chị cảm động lắm. Và chị có thêm động lực rất rất nhiều để tiếp tục chiến đấu cùng với chúng mình. Và nhớ là nhắn tin ngay về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể nhận được vé free ship nha. Và nhớ là phải với điều kiện là các bạn có tham gia vào phần phát trực tiếp này nhá. Nhanh chóng. Được không ạ? Nhanh chóng nhá. Nhanh chóng nhá. Không là hết slot nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi sáng ngày mai nhé. Bye bye. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Đừng quên là phản hồi cho chị, nhắn tin cho chị là các bạn có nhận được một điều gì đó sau buổi học ngày hôm nay không nhá. Đăng ký ngay khóa học toàn diện văn 8 của Học Văn Chị Hiên để đồng hành cùng với chị trong năm học này với mục tiêu chinh phục số điểm thật cao môn ngữ văn. Các em nhé.